thật dễ để quý vị có thể nhận ra được những hình ảnh về phố cổ Hội An. Nhắc đến Hội An, chúng ta nghĩ ngay tới đèn lồng, tới phố cổ, hay là một biểu tượng không thể đặc sắc hơn, đó là chùa Cầu. Vậy ngoài những đặc sắc ấy, thì Hội An còn có những gì? Hội An được nhiều người mệnh danh là mảnh đất của ẩm thực, với nhiều món ăn, nổi bật phải kể đến, đó là bánh mì Phượng chứ danh. Nhìn quán hàng với quy mô khiêm tốn như thế này thôi, nhưng mỗi ngày, nơi đây đón tiếp cả hàng ngàn lượt khách. Không quá, nếu như nói rằng chưa ăn bánh mì Phượng thì coi như chưa đến Hội An. Một địa điểm khá thú vị cách phố cổ Hội An khoảng 15 phút đi xe, đó là cầu Cửa Đại. Đây là nơi con sông Thu Bồn trở về với biển cả, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Vào những ngày nắng đẹp, đứng trên cầu, nhiều người thích thú với màu xanh bao la, không biết đâu là sông, đâu là biển, đâu là trời. Nhiều người quên mất rằng Hội An cũng là một thành phố biển. Nơi đây có một hòn đảo mà du khách không thể bỏ qua, đó là Cù Lao Chàm. Các bạn có thể di chuyển tới hòn đảo này bằng cano từ cảng Cửa Đại với giờ giấc khá linh hoạt. Một tour Cù Lao Chàm sẽ bắt đầu bằng việc tham quan làng chài, nơi có chùa Hải Tạng, một ngôi chùa cổ trăm năm. Check-in tại âu thuyền tránh bão và lắng nghe những huyền thoại về giếng nước ngọt linh thiêng. Với thời tiết nóng nực như hiện nay thì lặn biển sẽ là một hoạt động hấp dẫn phải không nào? Vùng biển xung quanh Cù Lao Chàm có rất nhiều san hô, cùng với các loại rong mơ, cỏ biển tạo nên hệ sinh thái đa dạng. Đó là môi trường lý tưởng để các loài thủy, hải sản sinh sống và cũng là môi trường lý tưởng để chúng ta có thể hòa mình, khám phá thiên nhiên. Ngoài ra, Hội An còn có một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã đang nuôi dưỡng khoảng 50 loài động vật quý hiếm với gần 500 cá thể như hổ beo gan, sư tử trắng, tê giác, linh dương hay là hiêu cao cổ. Mỗi loài vật được ở một đảo riêng biệt, được chia tách bằng một dòng sông nhân tạo. Du khách đến tham quan sẽ tham gia vào một hành trình đi thuyền ngắm thú vô cùng đặc sắc. Vé máy bay đang rẻ, thời tiết cũng vô cùng ủng hộ. Đó là những điều kiện tuyệt vời để chúng ta xách vali lên và đi đến Hội An.